Mình là một người mà rất hay ăn mì tôm vào buổi sáng. Nghe nói là cái sa tế sò điệp này nó sẽ giúp cho cái món mì ngon hơn rất là nhiều. Không chỉ riêng mì tôm mà cái này còn sử dụng cho rất nhiều các cái loại mì khác nữa. Cho nên là hôm nay mình sẽ ăn để xem là cái bát mì tôm của mình nó có ngon hơn không. Đây cũng là cái lần đầu mà mình ăn thử cái sa tế sò điệp này. Mùi thơm phết. Ăn không để xem cái vị nó như nào. Vị của nó mặn, chua, ngọt, khá là cay đấy. Ngon đấy. Xin mời mọi người nha. Cái lọ sa tế này, cái mùi của nó mình thấy là mùi của nó có mùi tương cà chua nhiều hơn là những cái loại sa tế bình thường mình hay sử dụng. Khi ăn thì mình thấy cái vị béo và cái vị cay nồng ấy nó sẽ ít hơn, nó dịu hơn là sa tế bình thường. Và cái vị chua kiểu tương cà của nó thì lại nhiều hơn. Và bởi vì cái này nó cũng có vị mặn nữa, cho nên là nó sẽ khiến cái bát mì của mình nó mặn hơn. Cho nên mọi người lưu ý là khi ăn thì nên cho ít muối hơn một chút. Nói chung là cái sa tế sò điệp này thì mình thấy đúng là nó cũng sẽ giúp cho cái bát mì của mình nó thơm hơn, nó đậm đà hơn. Tuy nhiên đối với cái khẩu vị của mình ấy, khi ăn thì mình sẽ phải cho hơi nhiều. Tại vì cho ít quá thì mình thấy nó chưa đủ cay, chưa đủ đã. Bình thường thì khi mình đi ăn mì, ăn bún thì mình hay ăn cái ớt chưng ấy. Cái đấy thì cho một ít thôi nó đã cay rồi, nhưng mà cái này thì mình phải cho khá là nhiều.